Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2020, và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh. Đây, các bạn vào YouTube nhá. Để các bạn vào YouTube. Vào YouTube này, các bạn gõ kênh như là các bạn vào đi, các bạn tìm kiếm được kênh Triệu Phú TV. Các bạn kích vào đăng ký kênh. Kích đăng ký kênh này. Đấy, các bạn kích vào cái mục đăng ký kênh này. Bật chuông thông báo, đây, đăng ký kênh này. Bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý giá cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Đấy, thì rất là đơn giản nhé. Đấy. Đây là kênh YouTube của mình này. Đấy. Đấy. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho anh em và các bạn lựa chọn nha các bạn nhá. Và sản phẩm đầu tiên thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình có mấy con coi như là thu lại của khách, coi như là giá rẻ lắm. Đây. Hôm nay nhà mình con này, mấy con mà máy bị vỡ kính mà mình thâu lại của khách, mình sẽ thanh lý giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đây. Đó, mình sẽ quay về đây thì đây. Này, nhà mình có hôm nay nhà mình có ba con vỡ kính này. À, có ba con vỡ kính nhé. Đấy, ba con, một con này là con Vinmax B3. Con này Vinmax B3, con này thì cũng là bị nứt kính ở trên này nhé. Đấy. Nứt kính ở trên này, Vinmax B3 đấy. Con này thì làm màn hình cực kỳ là to. Vinmax B3 cực kỳ là màn hình cực kỳ là to đấy các bạn nhé. Đấy. Vinmax B3 đấy. Đấy. Đây, Vinmax B3. Màn hình là 6 inch. Màn hình thì là 6 inch, pin cực kỳ là trâu bò các bạn nhé. Đây. Đây, pin con này cực kỳ to và trâu bò này. Đấy. Vinmax B3. Con này thì đã bị nẻ kính màn hình này, đấy. Nẻ ở phần trên thì các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 600k các bạn nhé. Đấy. Đấy, nhà các bạn mà có em nhỏ ấy, hoặc là các bạn ông bà bố mẹ mà thích sản phẩm là cảm ứng này về để trải nghiệm ấy, thì các bạn có thể là mua sản phẩm để cấu ứng này về để tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là cái em nhỏ mà để chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc là máy phụ nghe gọn rất ok nhé. Đấy. Nhà mình thì mấy con giá rẻ này đây. Đấy, mấy con này, đấy, con này thì là vỡ kính phần trên đấy nhá. Bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 600k nhé. Đấy, còn về các bạn mà ép kính hay là sửa chữa cũng được, tại vì bên mình không sửa. Đấy. Đấy, các bạn nào thích thì các bạn nhanh tay hàng thì sớm nhất nhé. Và tiếp đến là con này là con Oppo này. Đấy, con này là 600k nhé. Vinmax B3 là 600k nhé. Và tiếp theo là con Oppo. Con Oppo này là Oppo gì nhỉ? F1 Plus này. Con này là con Oppo F1 Plus. Đấy. RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì là máy dùng bình thường. Đấy, chỉ bị nẻ kính màn hình. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nẻ kính màn hình chưa ạ? Đấy, mình cũng báo luôn tình trạng bạn đã nẻ kính màn hình đây. Đây, mai mình các bạn nào mua thì mình sẽ dán cho bạn một miếng cương lực nhé. Đấy, con này thì nẻ kính màn hình thì là tình trạng là máy bị mất một khay sim nhé. À, mình mua lại khách thì là máy mất khay sim đây. Hình thức vỏ khá là ok. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 500k nhé. Đấy, con F1 Plus này mình thanh lý bạn giá là 500k. Tất cả mọi chức năng bình thường, wifi các kiểu thì bình thường. Đấy, máy bị vỡ, tình trạng bị vỡ kính màn hình này và mất cái sim, bên mình đang thanh lý bạn giá là 500k. Còn Oppo F1 Plus này, đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, đấy, giá 500k. Các bạn mua về tặng các em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc, các bạn mua thêm một cái sim này mấy chục nghìn thôi, về làm máy phụ nghe gọn rất ok nhé. Thanh lý các bạn giá nợ chết 500k. Và tiếp theo là con này là con S6e. S6e này, con này cũng là vài trăm thôi. S6e thì con này thì là gì nhỉ? Màn hình thì nó bị hơi ám một chút nhé. Cấu hình con này thì là RAM 3GB. Này, RAM của nó là gì? Nhiều vào đây RAM 4 hay sao ạ? Con S6e này là RAM 3GB. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Con này là S6e đấy ạ. Con này là Samsung. Đấy. Đây, Samsung S6e. Samsung S6e. Tình trạng con này thì là vỏ cũng có cũ phải theo thời gian đấy ạ. Đấy. Mặt lưng thì đẹp không vỡ. Và mặt kính thì mặt trước thì nó bị vỡ nhá. Khách ở đây thì nó vẫn dán, người ta vẫn dán màn hình này.
ở đây thì nó vẫn dán đi dán màn hình này. Đấy, nhưng mặt kính bị vỡ nhá, vỡ nẻ đây. Thì khách cũng có dán ni lông rồi, các bạn không bao giờ sợ lo xước tay gì tay nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, giá lợn chết cho các bạn là gì nhỉ, 750k nhé, con này là 750k cho các bạn. Đấy, S6e nhá, bạn nào thích sản phẩm Samsung S6e 750k này các bạn nhà mình sớm nhất nhé, Samsung S6e này 750k cho các bạn nhé. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình cong nhé, màn hình tràn viền cong, 750k cho các bạn nhé, lựa chọn đấy, S6e đấy, rất nhiều máy giá rẻ. Và tiếp đến là mấy con máy giá rẻ nữa nhé, đây con G7 Pro, đây G7 Pro, G7 Pro thì con này thì là màn hình nó bị ám nhé, ám ở phần trên này, G7 Pro con này thì là màn hình bị ám phần trên này, đấy. Samsung G7 Pro thì các bạn đã rõ rồi, đấy. Cấu hình con này bản công ty nhé, đấy, đây con G7 Pro con này bản công ty, hai sim hai sóng, hình thức là máy con vỏ nó khá đẹp nhé, vỏ 90% ạ. Đấy, thì con này thì là màn hình thì là bị ám phần trên này. Đấy, con G7 Pro này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, 1 triệu đồng, 1 triệu đồng. Đấy, con G7 Pro này mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Màn hình thì nó là hơi bị ám một chút, ám một chút phần trên này. Đây, hơi bị ám chút phần trên này. Bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu đồng nhé, Samsung G7 Pro đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung G7 Pro thì tặng ông bà, bố mẹ, người thân của bạn hàng sớm nhất nhé. Đấy, Samsung G7 Pro màn hình ám phần trên này, 1 triệu đồng à. Đấy, thanh lý cực kỳ rẻ, giá lợn chết cho bạn nhé, 1 triệu đồng. Đây, và tiếp đến là một con nữa cơ. Mình một con gì nữa nhỉ? À đây, con iPhone 5 này. Đây, 5 thường, 5 thường thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này nhé. Đấy, 5 thường này. Đây, hôm nay nhà mình về được một con 5 thường, iPhone 5 thường này. Đấy. iPhone 5 thường thì con này là 32GB nhé, iPhone 5 thường con này là 32GB, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 700k, iPhone 5 thường 700k phiên bản 32GB nhé. Hình thức mua hàng bên mình rất hình thức, các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể chuyển khoản trước cho mình thì mình sẽ fly ship cho các bạn, còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn hãy chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn cọc phí ship cho mình là 10k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì đây, tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng sản phẩm bên mình, các bạn nhấc máy lên hẹn trực tiếp qua hai số tổng đại hàng. Đây số Zalo mình nhé. Số này mình có Zalo và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Thứ nhất là giao lưu trao đổi và mua bán gì nhỉ? Giao lưu trao đổi và test máy các kiểu cũng ok nhé. Qua cửa hàng mình lúc nào mình cũng tiếp các bạn nhé. Đấy, mấy con này thì mình giá cực kỳ là rẻ, 1 triệu này, 750 này, 500 này, 600 này và 700k nhá, toàn giá học sinh sinh viên. Đấy, tất cả sản phẩm mình báo giá tiếp, các bạn ưng con nào và giá con nào thì các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình, nhà mình bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đây, và tiếp đến là mấy con đề ca mình sẽ tặng, bạn bỏ ra một bên đi. Và tiếp đến là hôm nay nhà mình về thì con này là con Samsung gì nhỉ, à con này là Samsung gì nhỉ, Xiaomi. Đây, hôm nay mình về con Xiaomi này, con này là Redmi Note 3 này, Redmi Note 3 các bạn nhé, Redmi Note 3 này. Đây, con này là Redmi Note 3, con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, con này thì hình thức máy còn vỏ còn 90% này. Con Redmi Note 3 này thì là máy còn 90%. Con này thì bên mình đang bán lại giá là 1 triệu đồng nhé. Con Redmi Note 3 đấy. RAM 2GB này. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con Redmi Note 3 này, 1 triệu đồng này. Kênh YouTube mình thì chủ yếu điện thoại cũ giá rẻ cho học sinh sinh viên, nên là các bạn yên tâm về giá cả. Và tiếp đến thì nhà mình nay về được con này là con Samsung Z737S nhé. Đấy, nhà mình nay thì về được một chiếc này là Samsung Z737S. Con này là cấu hình là RAM 2GB. Con này là RAM 2GB. Đấy. Con này là cấu hình là RAM 2GB này. Đấy, con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhé.
Đấy. RAM 3. RAM 2 bộ nhớ trong 32GB. Con G737S này thì là màn hình của nó là màn hình 5,5 inch. Đấy, làm cho nó cho cái màn hình cực kỳ là to nhé. Hình thức là máy còn 90 trên 90%. Con G737 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1 triệu 400k các bạn nhé. Đó, chỉ với 1 triệu 400k các bạn có cấu hình là RAM 2GB bộ nhớ trong 32GB. Con này là bản Hàn một SIM. Các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok. Cái dòng G7 này thì là pin 737S này thì pin rất là trâu bò nhé. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung G737 thì các bạn hàng thì sớm nhất nhé. Và tiếp đến thì hôm nay nhà mình về được con Samsung A8 2018. A8 2018, con này là bản công ty nhé. Hôm nay nhà mình về được con này. Con này là bản công ty. Đấy, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Hình thức con này thì là còn vỏ còn cũ phẩy theo thời gian nhé. Vỏ thì con này là còn cũ phẩy theo thời gian. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 1. Samsung A8 2018 này. Con này là bản công ty này. 2 SIM 2 sóng. Cấu hình của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong 32GB. Những sản phẩm mà đời mới bây giờ mà RAM, kể cả RAM 4GB 6GB đời mới bây giờ nó thật vậy các bạn, không bằng RAM 4 này nhé. RAM 4 này thì nó thật nhanh lắm. Nhanh mượt mà nó không có độ lang mơ không có độ lang, độ trễ điện thoại các bạn nhé. Đó. Con A8 2018 này hình thức vỏ có cũ phải theo thời gian. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 1 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nên hàng được sớm nhất nhé. Đây, 2 triệu 1. Màn hình con này là 5,6 inch Full HD cộng nhé. Đấy. Con này thì là Full HD cộng, màn hình AMOLED Full HD cộng. RAM 4 thì chạy kỳ kỳ nhanh. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 1 nhé. Rất là rẻ cho các bạn. Và tiếp đến là con này là con VinMart này. Hôm nay nhà mình về là con gì VinMart tiếp này. VinMart này, Joy 1 Bluetooth này, Joy 1 cộng. VinMart Joy 1 cộng. VinMart Joy 1 Bluetooth. Mình sẽ xem cái cấu hình con này là bao nhiêu GB. Đây. Con này là bộ nhớ trong là 32GB nhé. VinMart Joy 1 Bluetooth, bộ nhớ trong là 32GB. VinMart Joy 1 Bluetooth này. Bộ nhớ trong là 32GB, RAM 3 bộ nhớ 32 nhé. Đây, màn hình thì là 6 inch, hơn 6 inch. Con này là tràn viền nhé. Đấy. Tràn viền đấy ạ. Đây, hình thức thì con này thì còn hình thức cũng khá là ok. Đấy. Hình thức thì có vỏ cũng có cũ phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy. Vỏ thì cũng có cũ phẩy theo thời gian. Còn VinMart Joy 1 Bluetooth này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 200k nhé. Đấy, 1 triệu 200k cho các bạn này. Joy 1 Bluetooth. Đấy, 1 triệu 200k. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Đấy, 1 triệu 200k. Và tiếp đến là con Note 5 này. Đấy. Nhà mình nay về là con Note 5. Con Note 5 này cái màn hình thì là hơi bị ám một chút nhé. Đấy. Note 5 thì hơi bị ám một chút này. Con Note 5 này thì là bản phiên bản là RAM 4GB. Đấy. Note 5 thì là phiên bản là RAM 4GB. RAM 4GB bộ như trong là 32GB. Hình thức còn máy còn 90% các bạn nhé. Con Note 5 này máy còn 90%. Đấy. Còn 90%. Con này thì là màn hình ám, hơi ám một chút ạ. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 500k đấy nhé. Đấy. Con Note 5 này là 1 triệu 500k. Máy màu gold rất là đẹp đấy ạ. Màn hình con này là màn hình là 5,5 inch. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ rất ok. 1 triệu 500k còn gì nhỉ? Còn Note 5 các bạn nhé. Tức là gì nhỉ? Đó, tất cả sản phẩm bên mình được bảo ra cứ tiếp thôi. Thì các bạn nào ưng là sản phẩm mình nhưng máy lên đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và tiếp đến là mấy con Note 8 này.
Nhà mình hôm nay thì có mấy con lót 8. Nhà mình hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay mình sẽ thanh lý các bạn, bây giờ là 3 con lót 8 màu đen. Ừ, nhà mình hôm nay có 3 con lót 8 màu đen. Đấy. Đây, 3 con lót 8 màu đen. Lót 8 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình 3 con lót 8 này thì bên mình là RAM 4GB. Bộ RAM sorry các bạn là RAM 6GB nhé. Lót 8 của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Ba con này của nhà mình đều là bản Hàn, hai sim hai sóng nhé. Ba con lót 8 này là đều là bản Hàn, hai sim hai sóng. Đấy, con này màu đen. Ba con này là bản Hàn, hai sim hai sóng nhé. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con lót 8 này thì là gì nhỉ? Hình như là con này bản cao hơn, thì nữa mình sẽ xem bản này cho. Xem là bản là bao nhiêu GB. Màn hình con này thì là màn hình tràn viền 6,3 inch nhé. Đấy, màn hình độ phân giải là 2K. Cho cái chức năng hình ảnh rất là tuyệt vời. Đây, nói chung là dùng đẹp lắm, sang lắm. Dùng cái bộ lót 8 này bây giờ mức giá chỉ với giá là 4 triệu, hơn 4 triệu đồng thôi. Nhưng bạn sử dụng lót 8 này nó sang lắm. Mà nó bền chắc chắn. Mình nói chung là nó không to quá, nó không nhỏ quá, cầm chắc chắn. Nói chung là nó bo tròn các góc cạnh này. Các bạn cầm hoặc dùng cái ốp dùng rất là sang nhé. Nó thật các bạn cầm ra đường lót 8 dùng rất là sang. Đấy, con màu đen này. Con màu đen này thì là màn hình cũng màn hình đẹp không ám. Gọi là chỉ bị hơi lưu một tí thôi. Cảm giác là hơi lưu một tí này thôi. Con này thì bên mình đang thì các bạn giá là 4 triệu mốt nhé. Con lóc 8 này là 4 triệu mốt, màu đen đen bóng này 4 triệu mốt đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn. Đây. Con này là 4 triệu mốt nhé. Đây, và con tiếp đến là con này. Con này thì là màn hình cũng đẹp không ám. Nó chỉ gọi hơi lưu tí dưới này thôi. Con này thì là mặt lưng thì là hơi phải một chút nhé. Con này thì mình thanh lý các bạn với giá là gì nhỉ? 4 triệu đồng. Đấy, con lót 8 màu đen. Con này thì 4 triệu đồng nhé. Con này lưng thì nó đẹp hơn. 4 triệu mốt. Con này thì 4 triệu đồng nhé. Và con cuối cùng mình sẽ kiểm tra con này là bản bao nhiêu ghi. Con này thì là màn hình đẹp nhất. Con này cũng là 64GB. 64GB, con này gọi là màn hình con này cũng là hơi lưu một tí thôi. Đấy, con này thì là màn hình cũng hơi lưu một tí thôi. Vỏ thì cũng có phải đôi chút nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu gì nhỉ? Màn hình thì là hơi bị màn hình cũng đẹp nhé. Màn hình cũng đẹp không ám. Gọi là chỉ hơi lưu tí một tí đây thôi. Con này thì là mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 800k nhé. Con lót 8 này là 3 triệu 800k. Đó, nó 3 triệu 800k cho các bạn nhé. Đấy, 3 triệu 8 nhé. Đấy, nhà mình nay có 3 con lót 8 màu đen. Còn mấy con này thì thôi mình sẽ mang thanh lý các bạn. Đó, và buổi tối ngày hôm nay thì mình bên mình lại về ít mẫu sản phẩm được thái cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn là ưng sản phẩm mình, tất cả sản phẩm bảo giải tiếp thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số tài khoản đặt hàng và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, 10 giờ tối rồi. Xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip ở tối ngày mai các bạn nhé.